Rồi, nhiều anh em hay hỏi là xe ship xa thì hôm nay mình lại ship một chiếc xe đi xa. Chiếc không phải mấy chiếc này là con CB150R. Này mình ship cho một anh em ở Diêu Trì, về ga Diêu Trì nha anh em. Đó. Đây. Rồi, để mình dắt xe ra sáng mình quay cho anh em xem ha. Trước khi giao mình vẫn làm thủ tục giao xe đàng hoàng nha anh em. Quay để lỡ mà bên vận chuyển á nó có chạy xước gì á thì khách không đổi thừa bên mình, tại vì bên mình giao xe rất là kỹ. Nhưng mà bên giao xe cũng ta rất là kỹ anh em. Nhưng mà nhiều khi nhân viên người ta có sơ suất gì á thì mình còn có clip để mình đối chứng á anh em. Đó, rồi ok anh em, chuẩn bị rất dắt ra ngoài nha anh em nha. Thì bây giờ nay là mình sẽ gửi con xe này về đâu ta, về ga Quy Nhơn anh em à, Quy Nhơn chứ không phải Diêu Trì. Mình coi lại anh này gửi cho anh Hoàng Ân. Thì như mình nói á, thì ví dụ những con xe này anh em vào ký giấy được á thì anh em sẽ không mất bất kỳ một cái phí gì hết, rút hồ sơ không mất cái gì hết. Nhưng mà anh em không có vào ký giấy được á thì anh em phải mình phải làm ký về cửa hàng nhờ dịch vụ rút hồ sơ. Thì nó phí nó khoảng tầm 2,5 triệu anh em. Đó, phí đó thì anh em khỏi đi vô thì anh em sẽ tốn phí 2,5 triệu. Và bây giờ gửi xe á, mình nói lại lần nữa ha, nhiều anh em hay hỏi là khi mà mình gửi xe á là mình phải có biển số với lại giấy tờ đàng hoàng, biển số đàng hoàng thì xe người ta mới nhận gửi anh em, còn không có biển số người ta không nhận gửi. Cho nên bây giờ mình gửi xe ra cho anh em nè, mình vừa nói vừa quay. Mình gửi xe ra cho anh em á thì anh em nhận đầy đủ giấy tờ biển số rồi anh em gửi vô lại cho mình để mình làm hồ sơ. Anh em gửi lại cho mình, anh em gửi bưu điện á cũng nhanh lắm anh em. Gửi vô lại rồi để mình làm giấy tờ, mình rút hồ sơ cho anh em về sang tên. Thì đây là một cái em CB150, cái em này rất là hot. Xe mới rất là hot và rất là mắc luôn anh em. Giá nó dao động khoảng tầm 105 triệu á. Nhưng mà cái này mình bán cho anh em ở xa 6 mấy thôi, nhưng mà xe rất là đẹp nè anh em. Thứ nhất là xe mình bán nè, anh em nhiều anh em nói sao xe mình xe, nếu mà anh em coi một chiếc xe mà xe lướt á thì nó có nhiều cái cách để coi. Cái điều đầu tiên á, là anh em phải coi cái vỏ trước đã. Cái vỏ nó có đúng không? Cái vỏ này vỏ zin theo xe mà còn thì ok, nó đúng là lướt. Nó rất là đẹp. Nói chung xe nào giá đó anh em. Nè anh em coi ốc cổ bô nè anh em. Sáng trưng luôn vậy, người ta đi ít, rất là ít. Đó. Thấy không? Ốc cổ bô sáng trưng luôn. Sáng đó, đây nè, con ốc này nè anh em thấy không? Sáng quá trời sáng luôn. Đó, rồi xe này có chống đổ. Rồi, tay thắng nè, đẹp mọi thứ, quen dòng. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ lên bán tải. Bi ơi lấy hai cái thang giùm anh cái. Mình sẽ bỏ lên bán tải cho anh em. Bữa nay mình cũng giao một MT15 cho em trai đang đứng chờ luôn à. Đó. Lấy hai cái thang rồi dắt con MT15 ra cho em trai luôn. Đó, mình giao hai chiếc này thì mình ra gửi ra tàu. Thì mình gửi tàu cho anh em á thì nó có hơi cực mình chút xíu, nhưng mà kệ anh, vì anh em ở xa mà anh em. Anh em ở xa mình hỗ trợ anh em một chút. Đó, anh em ta mến mình, ta coi clip mình, ta ở xa thì người ta mới ủng hộ mình. Chứ bình thường mình bán cho mấy anh em ở đây á thì mấy anh em qua lấy luôn thì nó tiện cho mình chút xíu, nó tiện cho mình chút xíu. Nhưng mà mình vì mình muốn tất cả các anh em ở xa đều có thể ủng hộ mình. Cho nên mình giao cho anh em ở xa. Thì ở xa thì bây giờ mình phải bỏ xe trên xe bán tải này ha anh em ha. Rồi mình chở ra cái chỗ mà gửi á. Ví dụ anh em biết nhà xe nào thì anh em cứ liên hệ nhà xe đó. Rồi mình sẽ gửi ra. Ví dụ ở anh em ở Quy Nhơn, anh em có cái nhà xe đó anh em biết thì anh em cứ liên hệ nhà xe đó. Có cái chành nào ở Sài Gòn thì mình chở ra chành Sài Gòn cho anh em. Rồi phí á, thì anh em biết giá rồi anh em tự liên hệ. Anh em hình dung ra chưa? Anh em hình dung ra cái ý mình nói không? Nghĩa là anh em nếu có quen nhà xe á, thì anh em liên hệ nhà xe, mình chở ra thẳng nhà xe để nhà xe vận chuyển cho anh em. Là giá cả thì anh em biết giá hết luôn, không có sợ cái mắc rẻ gì hết. Đây, để mình lên xe cho anh em luôn nè. Thì xe mình khi mà bán cho anh em á đều test kỹ càng hết nha anh em. Không có cái gì đâu. Đó, mình test kỹ hết. Đó. Anh em thấy không? Đó, đề cái nhẹ lên. Mình có gửi clip cho em trai ở Quy Nhơn, gửi riêng á. Em trai nó xe còn mới quá, lụm luôn, hốt luôn.
thì gửi xe này là chủ người ta dán keo nguyên con mà nên nó mới. Xích qua xíu, xích qua trái xíu, đúng rồi. Để mình chạy con này lên rồi mình quay cái con MT15 mình giao cho anh em luôn. Đối với mấy con này thì nó nhẹ nhàng lắm anh em. Chỉ có mấy con ngàn á thì nó hơi nặng chút xíu. Đó, thì mình để xe đây xíu nha. Mình vô mình giao MT15 cho em trai. Đi đi quay vô đây. Đó. Thì bên mình buôn bán liên tục, đi vô lấy MT15 nè, anh đang quay clip giao CB sẵn. Dắt MT15 ra em. Xe mình ra vô liên tục nha anh em. Anh em nào có xe bán thì cứ liên hệ cho mình. Thì xe giấy tờ pháp lý đầy đủ thì mình thu nhanh thôi, 10 phút ký giấy 10 phút là xong. Xe này là em trai cọc mình trước. À, bỏ cái giấy cọc luôn ấy. Xong rồi. Hiện tại là mình đang thiếu hai em trai, một chiếc CBR 500 và một chiếc Ninja 400 lướt. Này là của em ha, Trà Ngọc Thanh. À, đây anh em cọc trước nè, cọc trước cho mình. À, em trai yêu cầu tìm xe 57-58 triệu với mức phí như thế này, nhưng mà mình tìm được xe thấp hơn chút xíu luôn, nhưng mà vẫn theo yêu cầu của em trai luôn đó. Con này mình tìm cho em trai là 53 triệu thôi, nhưng mà vẫn theo yêu cầu luôn, là em trai yêu cầu là ô đo thấp dưới 10.000 mình tìm luôn. Rồi quay cho em trai luôn. Con này chống chống đứng lên được. Đó anh em, xe ô đo dưới 10.000 á là đồ nó cũng còn rất là mới. Đó, anh em thấy không? Vỏ zin là còn dày luôn. Này em qua coi nè, em qua coi. Qua chết xe nè. Nè, thấy không? Vỏ còn đầy đủ gai luôn, thấy không? Còn về cái vấn đề xe cũ anh em thì nó sẽ chạy xước một chút xíu do quá trình người ta sử dụng, người ta để trong nhà hoặc là ta đi gửi xe á. Đó, nó không thể tránh. Còn mà anh em muốn mà xe mà không chạy xước luôn á là phải là xe dưới 1.000 cây, dưới 1.000 cây. Rồi mình chạy thử không, mình làm vòng thử đi chứ. Rồi làm vòng mà thử cho em trai, làm vòng thử luôn em. Hai chìa khóa đầy đủ luôn nha anh em. Đó. Rồi. Làm vòng thử đi. Đây là công tắc mình đè xuống nè. Đó, đè xuống là nó lên. Đó, biết chạy con tay mà đúng không? Chưa biết rồi. Hả? Chưa thử bao giờ. Là sao? Chưa thử chạy bao giờ. Chưa thử chạy con tay. Ơi, nó banh nổi nha. Biết chạy chưa? Chưa biết chạy. Chưa biết chạy rồi sao chạy? Bây giờ thử chạy đi, bây giờ tiền là em đưa rồi. Chạy có vấn đề gì thì chạy đi. Thì chạy một lần rồi chạy thử coi người ta chỉ sao. Nguy hiểm quá. Anh em lưu ý nha anh em trước khi mua xe mô tô thì anh em phải tập trước. Minh mà bán cho anh em mà mới biết chạy đó là Minh rất là sợ, rất là rung, rất hồi hộp luôn, nguy hiểm cực kỳ. Nhưng mà em trai đó biết chạy rồi, mình rất là rung luôn, mình nghe nó không biết chạy mình rất là sợ. Còn anh em mà thực sự không biết chạy á thì cứ qua Minh đi, cứ mạnh dạn qua Minh, rồi Minh sẽ mượn xe, Minh lấy xe ra Minh tập cho anh em chịu khó tập, Minh sẽ cho anh em tập trước khi lấy xe. Chứ anh em không có được im lặng. Không có được im lặng là cái bữa lấy xe rồi mới qua nói là không biết chạy xe. Anh em cứ mạnh dạn nói em chưa biết chạy xe. Thì Minh sẽ sẵn sàng bỏ ra 1-2 buổi nhờ mấy đứa em nó chỉ anh em chạy 1-2 buổi cho anh em cứng rồi chạy. Nói chung là cái sự an toàn của anh em là trên hết. Chứ anh em không có được mà nhiều anh em qua đây là lấy xe rồi mới báo Minh là không biết chạy, là Minh không có
không có chấp nhận được nha anh em. Đó cho nên anh em cứ mạnh dạn, anh em nói là ừ mình không biết chạy, mình qua đây mình bỏ 2 ngày chịu khó, anh em bỏ thời gian, mình bỏ sức. Người bỏ thời gian, người bỏ sức qua đây mình dạy cho anh em 2 buổi cho anh em chạy cứng, và anh em lấy cái xe về chạy nó yên tâm. Thứ nhất là cái xe mình bán ra nó sẽ không có hư nhiều. Anh em chạy sai kỹ thuật thì xe nó sẽ mau xuống cấp. Còn cái thứ hai là an toàn của khách hàng của mình. Anh em an toàn thì anh em mới lần sau mới ủng hộ xe mình chứ. Ổn rồi đó. Ơi, muốn dừng lại á thì mình phải bóp con lại. Bóp con chứ. Đúng rồi, cho xe nó cắt đi chứ mình để gì mình dừng là nó làm tạt 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 tạt. Đúng không? Bây giờ thôi mình tắt clip, giờ xe cũng giao xong rồi, mình tắt clip để mình training, mình dạy cho em trai một cái thực tế, một cái dạng như dạy đàng hoàng anh em, không có quay nữa, tại mình tập trung mình chỉ cho anh em nó xong rồi vậy thôi ha. Vậy clip ở đây chủ yếu là clip mình quay mình giao con xe CB kia, nhưng mà giờ giao xe thì mình sẵn qua giao cho em trai này luôn. Thì bây giờ mình tắt clip để mình chỉ cho em trai một cách chạy, để em trai chạy một cách an toàn hơn về cái xe con tay này nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi clip, giờ nhớ bấm like nha ông. Rồi giờ tắt hướng dẫn em trai chạy cho đúng kỹ thuật cái rồi mình giao xe. Xe nhỏ hay xe lớn gì á thì mình cũng tận tình với anh em, chứ không phải tại thường thường đây chứ không phải là xe mình bán xe nhỏ kiểu này, bán xe lớn kiểu kia, mình là chung hết. Anh em mua xe 150, xe ga, xe gì là cũng đối xử bằng nhau hết, là cân bằng hết anh em. Rồi cảm ơn anh em ha.